À, xin chào anh chị em. Thì trải qua một tuần giao dịch khá là biến động, thì hôm nay mình cùng nhìn lại cái cả tuần giao dịch vừa qua xem nó vận động như thế nào để chuẩn bị cho cái tuần giao dịch mới, cũng là tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ lễ 2 tháng 9. Thì tuần sau chỉ giao dịch 4 ngày từ thứ hai tới thứ năm thôi, thứ sáu sẽ là ngày nghỉ. Thì anh chị em nhìn lại một tuần giao dịch gần đây sau phiên giảm mạnh của thứ sáu tuần trước là cái giảm tới 55 điểm. Thì anh em thấy là bắt đầu ngày thứ hai thì nó đi ngang, tuy nhiên là cái biên nó cũng khoảng 23.5 điểm. Cả một tuần gần như là biên khá là lớn, chỉ có ngày cuối tuần là biên nhỏ, tới ngày tiếp theo là cái biên nó tới 35 điểm. Phiên tiếp theo nữa cái biên cũng 20 gần 25 điểm, 24.9 điểm. Phiên ngày thứ năm thì cái biên 18.7 điểm và chỉ có phiên cuối cùng ngày hôm qua là 11.2 điểm là cái biên xem như nhỏ. Thì giai đoạn hiện tại cái mà mình trông chờ nhất là cái biên nó đi nhỏ. Thì cái biên nó đi nhỏ thể hiện cái chênh lệch giữa hai bên lực mua lực bán đấu với nhau nó không còn nhiều. Nên là cái biên nó đi nhỏ nhỏ như hiện tại á, càng lâu càng tốt. Đối với mình cả tuần sau không cần đi đâu xa, nó chỉ cần đi trong cái biên này thôi vẫn ok. Thì nhận định thị trường đầu ngày của trước phiên cuối tuần mở ra ngày thứ sáu á, là thị trường trước đó nó tăng khá là nhiều, thì mình cũng nói với anh em đừng có kỳ vọng quá nhiều như cái cây này nè. Thì mình nói với mọi người là khi mà cái cây này bản chất nguyên cái cây xanh này nó chỉ vận động ở trong thân của cây nến đỏ này thôi, nên là nó chưa có đánh giá được bất cứ cái điều gì hết. Nó chỉ cho thấy là bên bán nó không có còn quá mạnh, nên mua nó tạm thời nó chiếm ưu thế và nó đẩy giá lên, tuy nhiên là giá nó chưa có vượt qua được cái đỉnh của cây này nè. Nên là cả một cái nhóm nến phía sau này thì vẫn xem như là nằm trong cây nến này, chưa có cái gì hết. Nên là mình nói với anh em trong group đó, khi nào mà giá nó phá vỡ và cái chỉ số nó phá vỡ và thằng một đỉnh của nó xem như là 1194 nè, nó phá vỡ vào đây thì lúc đó cái xu hướng nó sẽ ok hơn. Tuy nhiên là tạm thời thì nó chưa được điều đó, và cuối tuần nó vận động như thế này mình cũng cảm giác là hài lòng hơn, ok hơn. Thì nó đi ngang vậy cũng ok, cho dù tuần sau á nó đẩy về đáy của cái vùng hai cây nến này là quanh quanh khoảng 1170 1168 gì đấy, thì cái đó cũng ok. Cả tuần sau nó chỉ cần đi quanh vùng này là lúc đó thị trường nó sẽ tín hiệu nó sẽ mạnh hơn rất là nhiều, và khi mà vào lệnh lại á, cái độ an toàn nó cao hơn, bởi vì thị trường đi ngang á, nó có thời gian để ai muốn xử lý hàng muốn vào muốn ra gì là người ta đã giải quyết hết rồi. Lúc đó cái xu hướng là cái xu hướng thật sự chứ không có còn những cái nhịp kiểu tâm lý đánh nhau loạn xạ như là những cái phiên mà ở cái vùng này. Anh em thấy mỗi khi mà thị trường nó bắt đầu nó ổn định rồi nó đi lên, nó mỗi ngày biên nó đâu có bao nhiêu đâu, khoảng 10 điểm mười mấy điểm là khá là nhiều rồi. Còn cái giai đoạn này có phiên 30 điểm 20 mấy điểm, nên là giai đoạn này mình không thích giao dịch. Bản chất trong đầu tuần á, mình nói với anh em về tới cái vùng 1196 nên thoát hàng phân nửa hoặc là một phần, tuy nhiên là nó cũng không về được đó. Thì mình đã nói rồi, nó về được chỉ đến 1194 thôi. Thì nhìn qua cái dữ liệu tuần để anh em thấy nó đang ở cái vị trí nào so với xu hướng, thì anh chị em thấy là cái đường nét liền này là cái đường MA 10 tuần. Thì nhìn lại cái giai đoạn mà xu hướng tăng nó bắt đầu của năm 2020, từ khoảng tháng 10 tháng 11 của 2020, tháng ở đây là khoảng tháng 10 tháng 8, bắt đầu tháng 8 của năm 2020 nè anh chị em thấy. Thì ở đây cái giai đoạn này nó cũng tương tự nè, mình có hai cái đường, một cái đường là xu hướng ngắn và một cái đường xu hướng dài. Thì cái đường ngắn nó cắt lên cái đường dài và cái màu nó chuyển, anh em thấy một cái xu hướng nó kéo rất là dài. Thì ở đây nó cũng mới chớm bắt đầu thôi, và cái cây nến
của tuần này á, nó đóng cửa, nó vẫn nằm trên đường mà A50 ngày và nó tạo cái nến rút chân, thì trước đó là một nhịp nó đẩy xuống. Thì anh chị em nếu mà nhìn trên biểu đồ tuần thì nó sẽ giống như cái nhịp này nè. Cái nhịp này là cái nhịp tháng tháng 10 của năm 2020. Thì cái nhịp này nếu mà nhìn trên cái nến tuần á, thì nó khá là dễ chịu hơn thời điểm hiện tại. Tuy nhiên là nếu mà so về một cái xu hướng dài hạn thì nó có thể nó nằm ở đây thôi, nó sau một cái thời gian tăng thì nó quay lại, nó cắt lại, nó chạm lại cái đường MA 10 tuần, nó test một lần thì bản chất hiện tại cũng ok. Tuy nhiên là nó phản ứng thì mạnh hơn giai đoạn này rất là nhiều. Anh em thấy nến rút chân và cái nến giảm nó cũng khá là dài, nên đóng cửa trên MA 10 tuần cũng là một cái dấu hiệu tích cực về cái xu hướng dài hạn. Còn ở trong ngắn hạn khi nào quay lại thị trường được thì mình cái tín hiệu mình vẫn hay xét, mình hay nói với mọi người thì bản chất phiên cuối tuần thì mình có nói với anh em là nó chưa có vượt cái vùng này thì mình cũng chưa có khuyến nghị mua cái gì hết. Thì phiên cuối tuần nó lại là một cây nến đỏ, một cây nến đỏ, mặc dù cái các chỉ báo theo dõi thị trường chung nó tiếp tục cải thiện. Thì lý do vì đâu cái này thì họ mình quay qua nhóm ngành mình nói với mọi người phân tích để anh em cùng tham khảo. Thì một cây nến đỏ vol nó cao hơn thì điểm vào chắc là phiên, nếu mà phiên thứ hai để mà vào được thì phải là một phiên xanh, và cây nến nó phải vượt qua cái mức giá trị giao dịch, nó phải vượt qua cái mức 18.500 tỷ này, nó vượt qua cái nến đỏ này thì tín hiệu dấu 2.2 cái mũi tên này sẽ xuất hiện để mình tham gia lại. Còn nếu mà tiếp tục là một cái phiên giảm hoặc là một cái phiên vol nhỏ thì lại phải chờ thôi. Nói chung tuần sau chỉ có 4 ngày thôi, khả năng cả tuần sau ngồi chờ cũng rất là cao. Tuy nhiên là đón trước thị trường thì cũng không biết được. Quan trọng nhất giai đoạn này mình thấy nó tích cực là cái biên hàng ngày nó nhỏ lại. Có thể là tuần sau nó giảm ở trong thân cây nến này vẫn ok, hiện tại ở mức 1183 thì nó quanh quanh về tới 1170, 1183 quay lại cũng là ok. Đi được một tuần nữa là cái chỉ báo cái khả năng nó an toàn nó nhiều hơn. Mình kỳ vọng cái điều đó. Quay qua cái nhóm ngành để anh em tham khảo thì anh em thấy là nhóm ngành phiên cuối tuần á, thì bản chất cái nhóm ngân hàng là cái nhóm mà nó để chỉ số là chính, nó giảm mạnh, và cái nhóm này vốn hóa nó chiếm khoảng 30% trên thị trường, nên là thị trường đi đâu là thường nó đi theo đó, nó đi đâu là thị trường thường đi theo đó, rất khả năng rất là cao. Thì nếu mà nhóm tích cực nhất á, là hai nhóm là nhóm thủy sản và phân bón hóa chất nè, thì hai cái nhóm này được tin tức về cấm nhập khẩu thủy sản của Trung Quốc á, nó cấm nhập khẩu thủy sản của Nhật Bản, bởi vì cái thông tin về môi trường nói chung là người ta kỳ vọng về thông tin, nên hai cái nhóm này nó khá là ok. Nhóm phân bón hóa chất thì chủ yếu là cái thằng Đức Giang trong đây nó tăng mạnh và tăng nhiều, nên là nó kéo nhóm này khá là ok. Bản chất cả cái ngành thì nhóm phân bón nó cũng không có gì nổi bật, chỉ có nhóm hóa chất khá là ok, chỉ có 38% cổ phiếu tăng thôi chứ cũng không có. Còn nhóm thủy sản thì đồng thuận nhiều, khá là ok. Một cái nhóm có thể tiếp tục xem là tích cực là nhóm chứng khoán nè. Bản chất hiện tại là mỗi phiên nhóm này vol nó đều tăng lên và nó cao hơn trung bình 10 phiên. Đồng thuận trong nhóm ngành nó cũng 50-50. Nói chung nhóm này mình đánh giá nó khá là ổn. Thì đây là cái tổng thể về nhóm ngành. Nhóm bất động sản thì sau phiên tăng mạnh thì phiên cuối tuần nó cũng không có cái gì quá là nổi bật để mình đánh giá, thì một phiên giảm nhẹ kèm với vol nó cũng giảm nhẹ, cũng không có gì hết. Nói chung phiên cuối tuần chỉ số nó không có tăng tốt, bản chất là do nhóm ngân hàng là chính, còn các cái nhóm khác thì cũng không có gì tệ hại hay là nổi bật hết. Chỉ có hai nhóm được thông tin từ thị trường Trung Quốc nó cấm nhập khẩu thủy sản Nhật Bản, và cái giá phosphor vàng nó tăng. Thì tổng kết là nhóm ngành hiện tại, còn mình cũng đi lọc vài cái cổ phiếu để anh em tham khảo thử. Thì cái bộ lọc về VSA, về VON thì hôm cuối tuần nó có một số mã anh chị em có thể để ý.
Thì những mã tăng rồi á, mình bỏ qua. Thì ở trong những mã tăng rồi này á, là nếu mà anh em có xem cái clip hôm trước của mình á, thì mình có giới thiệu ở trong đây nó được hai mã là CTG với lại Đức Giang. Thì CTG này mình hôm trước mình có nói một lần, nếu mà anh chị em xem clip á, nó là một cái mã rất là đặc biệt. Cái tỷ lệ chiến thắng của nó fit tới tín hiệu, anh em thấy kinh khủng. Hơn 82% cái tỷ lệ trong lịch sử của nó là chiến thắng. Anh em thấy gần như là những cái lệnh nó xuất hiện trên đây là không lệnh nào thua hết, dù thắng lớn thắng nhỏ đều thắng hết. Ví dụ như ở đây cũng được 14%, ở đây cũng được 13%, ở đây cũng được 19%. Cái số phần trăm chiến thắng là cái ở trên đây nè. Còn thống kê dưới đây là trong lịch sử là bao nhiêu phần trăm thắng. Đây được 8,7%, cái lệnh gần nhất được 2,8%. Nói chung là 80 mấy% rất là nhiều. Thì cái clip trước á, mình thấy nó cải thiện liên tục và mẫu hình nó đẹp, nên mình nói với anh em nếu mà chọn mua thì mình sẽ chọn một cái mã này, là một trong những mã mình để mà ôm dài được. Thì bản chất phiên nó tăng rồi thì nó tăng rồi, con này nó tăng lâu lâu nó mới tăng được một cây kiểu này, nên là chắc phải phải chờ, chứ còn vào tiếp thì không có đẹp. À còn một cái mã mà nó chưa tăng anh chị em có thể để ý được á, mình cũng nói cái mã mà nó fit với cái tín hiệu khá là dữ nữa, là cái thằng FRT nè. Thì FRT này có, nếu mà nói chung là tham gia được vẫn được, hoặc là chờ cho nó giảm tham gia cũng được, nhưng mà mình nghĩ để mà nó giảm nhiều nữa hơi khó. Tham gia cái vùng này mình nghĩ ok. Cái con này anh chị em thấy những cái lệnh xuất hiện gần đây không có lệnh nào mà thua hết. Để mình xem cái lệnh, chỉ có cái lệnh gần nhất đây là phải thị trường nó bắt đầu nó sập. Để mình xem nó chỉnh trước thị trường, chứ cũng không phải thị trường lúc đó chưa sập, để mình cho nó hiện hiện giá của VN Index lên. Cái thị trường giai đoạn này nó chỉ sập cây này xong nó hồi lại. Tuy nhiên là thằng thằng FRT này nó không có hồi, mà tới đây thị trường hồi nó không hồi mà nó sập luôn, nó đi trước thị trường. Tuy nhiên là cái con này nó fit, là chỉ có lệnh này là lỗ thôi nè anh chị em. Thấy khoảng khoảng 10 lệnh gần đây nhất là đa phần chiến thắng. Ví dụ lệnh gần nhất cũng được 18%, lệnh gần nữa 4,9%, 1 chấm mấy% là không lỗ, 6%. Cái lệnh lỗ gần nhất là cũng là một cái lệnh mà mua vùng đỉnh đó, thì cũng dính cắt lỗ. Còn trước đó nói chung, tại vì cái con này lịch sử cái dữ liệu nó không đủ dài, nó lên nó chuyển sàn gần đây nên là thống kê chưa có thôi, không đủ dữ liệu thì nó không thống kê. Chứ cái mã này mình đánh giá nó cũng phía tín hiệu khá là ok, nếu mà anh em thích có thể tham gia nó được. FRT này là một trong những con mà cứ đeo theo tín hiệu này đánh thôi. Và hai cái mã mà khi bộ lọc nó cho tín hiệu ok là thằng hai những mã nhóm ngân hàng nè, tính ra là ba cái mã. Tuy nhiên thằng HVN này bây giờ mỗi ngày giao dịch nó bé quá, nếu mà anh chị em tham gia cũng khó. Cứ trung bình nó có 10 tỷ và những cái phiên ít này nó có khoảng 5,2 tỷ, nếu mà muốn mua chờ nó về cái vùng này nè. Anh em thấy giai đoạn này nó xuất hiện những cái cây tín hiệu cạn cung ở những cái phiên mà chạm tới cái ngưỡng hỗ trợ. Thì lần trước mình đánh mà theo trường phái bắt đáy thì một lần ở đây dính ăn cũng được khá đó. Nếu mà giờ anh chị em thích có thể tham gia con này, thì mua giá hiện tại cắt lỗ thì mà nó sụt thấp xuống, cái cho nó thấp hơn cái đáy này một tí cũng được. Ví dụ cái đáy của cây này là thì cắt lỗ khoảng khi mà nó thủng, cho nó thủng đây luôn, cho nó thủng dưới giá 12, khi mà giá nó thụ sấp thấp hơn 12 thì cắt lỗ. Còn chốt lãi thì cứ quanh quanh đâu đẩy lên tới vùng này thì tỷ lệ nó cũng xem 21. Anh em nếu mà lãi được cũng khoảng 7-8% HVN thì cứ chờ, nếu mà an toàn nó cứ chờ nó về gần đáy của cây này mua cũng được. Nếu mà đáy của cây này là 12,1 thì khó, khoảng 12,3, 12, nói chung khoảng 12,3 là tham gia là tỷ lệ an toàn cái mã này sẽ cao.
Cái này thì đánh bắt đáy tỷ lệ nhỏ được. Hai cái mã mà nhóm ngân hàng thì nó cho cái tín hiệu giống nhau, thằng SHB nè thì nói chung tín hiệu khá là ok đẹp đó. Anh chị em thấy cái giai đoạn này nó tạo liên tục những cái tín hiệu đảo chiều ở đáy, thì nhìn trên cái biểu đồ tuần dài hạn hơn thì nó cũng ok, nói về nó đang chạm cái đường MA 10 tuần lại nó có phản ứng thì cũng là một cái tín hiệu để như anh em cân nhắc. Thì hai thằng nhóm ngân hàng mình thấy cái tín hiệu nó khá giống nhau. Thằng MBB hay là SHB nó cũng vận động tựa tựa nhau. Thì SHB nếu mà SHB nó quay đầu thì khả năng nó sẽ báo mua theo hệ thống luôn sớm hơn, thì anh chị em cứ cân nhắc. MBB thì vì vol nó đẹp hơn, bản chất phiên cuối tuần nó giảm thì mà giảm vol nhiều hơn so với thằng kia, và những cây tăng thì vol nó cũng tăng, những cây giảm nó rõ rệt hơn là thằng SHB. Thì hai hai thằng ngân hàng bản chất nó đều ok, thì giá của thằng MBB thì nó cắt xuống mà 10. Thì nếu mà tuần sau á, mà giá nó tăng được 2.9% á, thì thằng đường MACD này nó sẽ quay lại, nó tăng trở lại, quay xanh trở lại thôi. Cũng cái mức này cũng không có phải quá nhiều. Thì cái này mình dự đoán trước một tuần thằng MACD này. Thì chắc hôm nay mình kết thúc cái clip đây. Tổng kết lại là tín hiệu về thị trường chung nó chưa cho mua. Phiên thứ hai nếu mà có hai điều kiện để mua được á, một hai điều kiện đi phải chung với nhau mới được, là đầu tiên là giá nó phải xanh và vol nó phải lớn hơn 18.500 tỷ, này nó sẽ báo tín hiệu mua, thì lúc đó mình sẽ tham gia mua lại ok, còn không thì phải chờ tiếp. Nói chung mình hy vọng trước lễ là vẫn là những cái tín hiệu chờ thôi, hoặc là đi ngang một hai phiên nữa tới phiên thứ năm, ngày thứ năm là ngày cuối cùng nó sẽ kéo tăng để mình tham gia qua lễ, thì nó bắt đầu nó quá trình phục hồi nó sẽ tốt hơn. Còn những mã có thể tham gia hoặc là đưa vào list tham khảo, nếu mà anh em tuân thủ thị trường chung, không có tuân thủ thị trường chung thì nên là chờ thị trường chung. Thì hai cái mã nhóm ngân hàng là tín hiệu đẹp nè, MBB và SHB. Còn HVN này thì nên bắt đáy tỷ trọng nhỏ, tại vì bản chất nó hiện tại cái giá trị giao dịch nó khá là nhỏ, khó giao dịch. Và mình xin kết thúc clip, cảm ơn anh chị em đã theo dõi.